Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với mấy em bài 42 Thấu kính hội tụ. Thì sau khi thầy học xong bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì các em sẽ lần lượt sẽ được tìm hiểu thêm những cái dụng cụ quang học như là thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, kính lúp, vân vân. Thì những cái dụng cụ quang học này đều là ứng dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và những ứng dụng này nó ở trong thực tiễn các em gặp khá nhiều. Thí dụ các em quan sát cái hình sau đây. Một người đang sử dụng một loại kính để có thể đọc báo. Thì kính này tên gọi là gì? Đó chính là kính lúp. Qua kính lúp, người này có thể đọc được những dòng chữ. Bình thường nếu ta không dùng kính lúp ta rất là khó đọc. Và vì qua kính lúp thì những dòng chữ này nó to ra, người ta dễ đọc hơn. Kính lúp là một thấu kính hội tụ. Vậy thấu kính hội tụ là gì? Có đặc điểm gì? Và đường đi tia sáng qua thấu kính hội tụ nó như thế nào? Thì trong bài học ngày hôm nay, lần lượt thầy sẽ chia sẻ với các em. Phần thứ nhất, đặc điểm của thấu kính hội tụ. Em quan sát thí nghiệm này. Người ta chiếu một chùm tia tới đến thấu kính. Và sau khi khúc xạ qua thấu kính thì chùm tia ló nó như thế này. Câu C1. Em hãy chỉ ra chùm tia nào là chùm tia tới và chùm tia nào là chùm tia ló trong thí nghiệm. Thì về hình dạng của chùm tia sáng thì lớp 7 các em cũng đã học rồi. Có 3 loại chùm tia: chùm tia song song, chùm tia hội tụ và chùm tia phân kỳ. Thì trong cái thí nghiệm này thì các em nhận biết được cái chùm tia tới và chùm tia ló như thế nào. Chùm tia tới là chùm tia gồm các tia sáng song song với nhau. Chùm tia ló là chùm tia gồm các tia sáng cách nhau tại một điểm, đó là chùm tia hội tụ. Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ? Thì ta lại chú ý, chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Vì thế người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ. Như vậy, tên gọi của thấu kính thì ta căn cứ vào hình dạng của chùm tia ló nha. Số 2 nhỏ, hình dạng của thấu kính hội tụ. Đây là một cái thấu kính hội tụ. Và các em chú ý hai cái phần trên và dưới thấu kính và phần giữa thấu kính. Thì hai cái phần trên dưới này người ta gọi là phần rìa của thấu kính. Và phần này người ta gọi là phần giữa của thấu kính. Hoặc là ta có hai thấu kính khác, hai thấu kính hội tụ khác. Thì hai thấu kính này cũng có phần rìa và phần giữa. Câu C3. Nhận xét về bề dày giữa phần rìa và phần giữa của các thấu kính hội tụ trên. Để các em nhận xét được không nè? Rất là dễ dàng đúng không nè? Phần rìa hoặc là mình nói là phần giữa của thấu kính hội tụ thì dày hơn phần rìa của thấu kính. Thấu kính hội tụ có phần giữa dày hơn phần rìa. Và khi ta biểu diễn thấu kính hội tụ trong hình vẽ thì các em không cần phải vẽ lại cái hình dạng như thế này, mà ta có thể sử dụng ký hiệu của thấu kính hội tụ. Người ta vẽ một đoạn thẳng và đặt hai cái mũi tên chỉ ngược chiều nhau. Đó là ký hiệu của thấu kính hội tụ. Như vậy qua cái thí nghiệm cũng như là qua cái nhận xét về hình dạng thấu kính hội tụ thì ta có hai kết luận sau. Em có thể ghi vào tập. Khi chiếu chùm tia tới song song, vuông góc với mặt thấu kính hội tụ, chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Thấu kính hội tụ làm bằng vật liệu trong suốt hoặc nhựa hoặc thủy tinh.
có phần giữa dày hơn phần rìa. Thì hai cái kết luận này cũng chính là đặc điểm của thấu kính hội tụ. Phần 2 là mã. Tiếp tục các em sẽ tìm hiểu về những cái khái niệm như là trục chính, quan tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ. Trục chính là gì? Em quan sát lại cái thí nghiệm này. Khi người ta chiếu chùm tia tới song song và vuông góc với thấu kính thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính hội tụ tại một điểm. Ta quan sát và cho biết trong các tia tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không đổi hướng. Có rất nhiều tia sáng đúng không nè? Thì trong các tia này thì tia nào khi đi qua thấu kính truyền thẳng không đổi hướng, thì rõ ràng các em thấy đó là cái tia nằm giữa. Thì trục chính của thấu kính là gì? Là một đường thẳng, là một đường thẳng vuông góc với thấu kính. Và đường thẳng này chứa tia tới cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Như vậy là chỉ có một trục chính thôi. Trục chính, ký hiệu là delta của thấu kính, là một đường thẳng vuông góc với thấu kính. Đường thẳng này chứa tia tới và cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Các em có thể ghi cái nội dung này vào tập. Khái niệm thứ hai, quan tâm. Cũng thí nghiệm này, thì ta thấy trục chính của thấu kính cách thấu kính tầm một điểm ở bên trong. Điểm đó người ta gọi là quan tâm. Đó là cái ý nghĩa hình học. Mình có thể nói ngắn gọn là gì? Quan tâm là giao điểm giữa trục chính và thấu kính. Và xét về mặt quang học thì ta lưu ý thế này. Cái tia nằm giữa này, nó trùng với trục chính và nó đi qua quang tâm. Và cái tia ló của tia này truyền thẳng không đổi hướng. Thì những tia sáng mà người ta đã làm thí nghiệm, những tia sáng khi đi qua quang tâm đều có đặc điểm là truyền thẳng không đổi hướng. Các em xem cái hình. Các tia sáng, mọi tia sáng khi đi qua quang tâm đều cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Thì thầy nhắc lại về cái khái niệm quang tâm. Trục chính của thấu kính đi qua một điểm bên trong thấu kính gọi là quang tâm ô của thấu kính. Và mọi tia tới đi qua quang tâm đều cho tia ló truyền thẳng. Khái niệm thứ ba, tiêu điểm. Các em xem cái thí nghiệm này. Trục chính của thấu kính quan tâm vô. Người ta chiếu chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Người ta gọi là F phẩy. Các em hãy quan sát thí nghiệm và cho biết điểm hội tụ F phẩy của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào. Điểm hội tụ F phẩy nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào. Đó chính là tia tới nằm giữa. F phẩy nằm trên đường thẳng chứa tia tới nằm giữa. Đó là một cái nhận xét. Cũng thí nghiệm này, nếu ta chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì?
À, thì nếu ta chiếu từ mặt bên kia của thấu kính bằng một chùm tia tới song song thì chùm tia ló cũng hội tụ tại F phẩy, và cái F phẩy này cũng nằm trên đường thẳng chứa tia tới nằm giữa. Như vậy ta thấy đối với thấu kính hội tụ thì khi ta chiếu chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại một điểm F phẩy nằm trên trục chính khác phía với tia tới. Thì ta nhớ nha, chùm tia ló hội tụ tại F phẩy nằm trên trục chính và nó nằm khác phía với tia tới. Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính, và mỗi thấu kính có hai tiêu điểm F và F phẩy nằm về hai phía thấu kính và cách đều quan tâm. Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm F, F phẩy nằm trên trục chính và cách đều quan tâm. Số 4 nhỏ, tiêu cự của thấu kính. Giờ ta biểu diễn bằng cách vẽ hình nha. Đầu tiên các em vẽ trục chính delta. Thấu kính hội tụ cách trục chính tại quan tâm O. Khi ta chiếu chùm tia tới song song với trục chính, chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm F phẩy nằm trên trục chính khác phía với tia tới. Được chưa nè? Khác phía với tia tới, tiêu điểm F phẩy. Thì khoảng cách từ quan tâm đến mỗi tiêu điểm này bằng nhau và người ta gọi là tiêu cự của thấu kính. Nếu người ta chiếu tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì tia ló sẽ có phương như thế nào? Người ta cũng đã làm thí nghiệm. Khi người ta chiếu tia tới đi qua tiêu điểm F của thấu kính thì chùm tia ló sẽ là chùm tia song song. Như vậy các em thấy là hai cái trường hợp này nó ngược lại với nhau. Khi ta chiếu chùm tia tới song song với trục chính, chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm F phẩy nằm sau thấu kính. Và ngược lại, nếu ta chiếu chùm tia tới có phương đi qua tiêu điểm F trước thấu kính thì chùm tia ló sẽ song song với trục chính. OF là tiêu cự bằng OF phẩy và bằng F. Phần này các em có thể ghi vào tập là khoảng cách từ quan tâm đến mỗi tiêu điểm của thấu kính gọi là tiêu cự. Sang phần vận dụng. Trước khi ta biểu diễn các tia sáng qua thấu kính hội tụ thì ta nhớ lại trong những nội dung từ nãy giờ thì ta thấy là có các tia sáng đặc biệt, đó là tia tới qua quan tâm thì tia ló truyền thẳng theo phương của tia tới. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy sau thấu kính. Và tia tới đi qua tiêu điểm F trước thấu kính cho tia ló song song với trục chính. Và những tia sáng đặc biệt này các em cần phải học thuộc lòng. Vì sang cái bài sau là bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Muốn nhận được cái ảnh thì các em phải biết cách biểu diễn các tia sáng đặc biệt. Thì ta vận dụng các tia sáng đặc biệt này để ta biểu diễn các chùm tia tới xuất phát từ một điểm sáng S ở câu sau. Thì chiếu lại cho các em xem. Tia song song của trục chính, tia tới song song trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy, tia tới qua quan tâm, tia ló truyền thẳng, tia tới đi qua tiêu điểm F trước thấu kính, tia ló song song với trục chính. Đó, ba tia sáng đặc biệt.
Và bây giờ ta sẽ vận dụng các tia sáng đặc biệt này để ta biểu diễn đường đi của các tia ló. Trên hình vẽ sau có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm mô, trục chính, delta, hai tiêu điểm FF phẩy, các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ các tia ló của các tia này. Các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ các tia ló của các tia này. Như vậy tia thứ nhất là tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua đâu em? Tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy sau thấu kính. Tia thứ hai, tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục chuyển hẳn. Tia thứ ba, tia tới đi qua tiêu điểm F trước thấu kính thì tia ló sẽ song song với trục chính. Được chưa nào? Đó, ba tia sáng đặc biệt. Thì nội dung bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thì mong rằng là qua cái tiết học này em sẽ nắm vững lại đường đi của các tia sáng qua thấu kính hội tụ, các khái niệm của thấu kính hội tụ, hình dạng thấu kính hội tụ, đặc biệt là phải nắm vững và thuộc đường đi của các tia sáng đặc biệt. Vì ở cái bài sau là bài ảnh một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, em sẽ vận dụng các tia sáng đặc biệt này để ta dựng ảnh. Thầy chào các em.